Sáng ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư chợ Hội An, nơi có 990 quầy hàng kinh doanh cố định của các hộ tiểu thương. Chợ Hội An có diện tích hơn 8.000 m², nằm trong khu dân cư khối An Định, phường Minh An, thành phố Hội An. Giả định tình huống cháy tại chính giữa kiosk bán giày dép và cháy lan sang các quầy hàng lân cận ở tầng 1 của chợ Đơn Nguyên Bạch Đằng. Chất cháy chủ yếu là da, vải, gỗ, nhựa, giấy trên diện tích cháy khoảng 250 m². Nguyên nhân là do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Nếu không tổ chức chữa cháy kịp thời sẽ dẫn đến cháy toàn bộ chợ và cháy lan qua khu dân cư. Qua cái thực tập lần này, việc đầu tiên là nâng cao được cái ý thức cảnh giác của toàn bộ tiểu thương cũng như nhân dân khu vực xung quanh về công tác phòng cháy chữa cháy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là qua cái thực tập lần này là có được hai việc chúng tôi thấy rất là quan trọng, đó là kích hoạt được cái phương án phòng cháy chữa cháy mà chúng ta đã tập duyệt, và cái thứ hai nữa là sự phối hợp với các đơn vị từ chính quy cho đến lực lượng tại chỗ cho đến lực lượng công an, dân quân, dân phòng, nó sẽ được phối hợp nhịp nhàng hơn. Và hy vọng rằng sau lần thực tập lần này, nếu như giả định thực tế có xảy ra thì kích hoạt phương án nó sẽ gọn gàng, nó sẽ nhanh chóng và sẽ ít thiệt hại xảy ra nhất nếu có thể. Tham gia thực tập gồm 90 người, phương tiện huy động 5 xe cơ giới. Khi lực lượng tại chỗ phát hiện ra cháy, đã nhanh chóng báo động để mọi người tham gia chữa cháy. Nhưng do đám cháy phức tạp, thời gian cháy tự do kéo dài nên ngọn lửa không được dập tắt mà còn bùng phát mạnh. Sau khi nhận tin có cháy, các lực lượng như công an, dân phòng và dân quân phường đã có mặt để di chuyển hàng hóa, cứu người bị nạn, bảo vệ hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh chợ. Đồng thời, công an thành phố Hội An cũng có mặt để điều tiết phân làn, các đường đảm bảo giao thông tại khu vực chữa cháy và phục vụ cho các phương tiện chữa cháy hoạt động. Lực lượng y tế phường cũng có mặt để sơ cấp cứu ban đầu cho những người bị thương. Sau đó, ngọn lửa đã tiếp tục bùng phát mạnh và cháy lan lên tầng 2, gây cháy lớn, cần có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Quảng Nam. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến đám cháy và nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh cũng đã tích cực phối hợp công an thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Ủy ban thành phố để tổ chức thực hiện các mặt công tác phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy trong khu cổ nói chung, trong chợ Hội An nói riêng. Ở trong đó, trong cái buổi thực tập hôm nay thì trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban thành phố thì Phòng Cảnh sát phòng cháy cháy và Cứu nạn công an tỉnh cũng đã phối hợp các lực lượng tổ chức thành công cái buổi diễn tập phương án chữa cháy. Qua đó để nâng cao được cái nhận thức, kiến thức về phòng cháy cháy cho nhân dân cũng như các lực lượng tham gia trong cái buổi diễn tập, và đặc biệt là để thực hiện tốt cái công tác phòng cháy cháy tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ. Có thể thấy, phương án xử lý tình huống cháy và cứu nạn cứu hộ khu dân cư chợ Hội An được xây dựng trên cơ sở khách quan, khoa học và thực tiễn để từ đó giả định tình huống cháy tiêu biểu và đề ra chiến thuật chữa cháy hợp lý. Mọi vấn đề đều đã được chọn lọc, được giải quyết trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế thời gian qua những cái sự cố cháy nó xảy ra ở khu phố cổ, hay là vừa rồi đó là cái vụ cháy ở cảng du lịch Cửa Đại, đó là những cái hồi chuông báo động có thể nói là rất là nguy cơ. Nếu mà người dân, doanh nghiệp, chính quyền và các lực lượng của thành phố không có cái bước chuẩn bị chủ động, đặc biệt là trong công tác phòng cháy đó. Và sau đó đó là khi có tình huống thì cái việc mà tổ chức phối hợp hiệp đồng để mà chữa cháy, phòng chống cháy nổ như cái tình huống đặt ra trong cái buổi thực tập buổi sáng hôm nay, đó là một việc hết sức cần thiết. Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư chợ Hội An cho thấy sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chữa cháy cùng với chiến thuật chữa cháy hợp lý đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Qua đây đã củng cố bổ sung và nâng cao kiến thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.